Và hiện tại nó đang quay về cái vấn đề là chúng ta có một cái vẻ đẹp mang tính chất tự nhiên, nhưng mà dĩ nhiên là không tự nhiên mà đẹp rồi. Vâng. Đấy. Xin chào mọi người, mình là Thùy Dương. Đây là cái kênh mà mình chia sẻ đẹp khoa học. Khách mời của mình hôm nay là bác sĩ Thùy Dương, cũng cùng với tên của mình luôn. Xin chào tất cả mọi người, mình là bác sĩ Thùy Dương. Hiện tại mình đang công tác trong chuyên ngành da liễu. Thì hôm nay rất vui được lời mời của bạn Dương. Hôm nay mình sẽ có một cái buổi chia sẻ về một số cái phương pháp làm đẹp hiện nay. Và chủ đề mà chúng ta nói tới hôm nay là ứng dụng PN trong chữa lành làn da và y học tái tạo. Em năm nay 36 tuổi rồi thì nó là cái độ tuổi mà bắt đầu có những cái dấu hiệu lão hóa rõ rệt. Và em cũng thay lời muốn nói cho những cái phụ nữ giống như là em, là bọn em rất là muốn tìm đến những cái phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả cao, nhưng mà phải có tính bền vững và ổn định. Thì một trong những cái phương pháp đó thì là phương pháp mesotherapy. Em rất là quan tâm đến cái phương pháp này. Thì trên thị trường thì đang có rất là nhiều những cái hoạt chất khác nhau ứng dụng trong mesotherapy. Thì bác Dương có thể chia sẻ cho mọi người về những cái hoạt chất này được không ạ? Câu hỏi rất là hay. Thì về bản chất các bạn cũng biết rằng là mesotherapy là một phương pháp tiêm. Thứ nhất, nó là một phương pháp tiêm. Chính vì nó là một phương pháp tiêm cho nên chúng ta sẽ có rất nhiều hoạt chất để đưa vào da. Và cái việc mà các em chọn hoạt chất nào nó sẽ dựa trên một số cái tiêu chí, ví dụ như là tình trạng da của mình này. Ví dụ như Dương nói rằng là em năm nay 36 tuổi, em có tình trạng nếp nhăn quanh mắt này, hay là em bắt đầu em thấy những cái vấn đề phía bên trên bề mặt da, về độ ẩm hay là về cái kết cấu da nó đang có vấn đề. Thì cái việc mà mình chọn cái hoạt chất như thế nào thì nó sẽ dựa trên những tiêu chí đấy. Tuy nhiên rằng là nói gì thì nói, bất kỳ một cái hoạt chất tiêm mesotherapy nào nó cũng phải đạt được những cái tiêu chuẩn nhất định. Tiêu chuẩn là thứ nhất là đó có phải là hoạt chất để các bạn có thể được tiêm vào da hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có thực sự phù hợp với mình hay không. Và cái thứ ba là về cái tay nghề của bác sĩ, cũng như là những cái yếu tố về cái vấn đề đảm bảo cho cái quá trình tiêm nó diễn ra thuận lợi. Càng về sau này nó sẽ càng quay đi quay lại. Và hiện tại nó đang quay về cái vấn đề là chúng ta có một cái vẻ đẹp mang tính chất tự nhiên, nhưng mà dĩ nhiên là không tự nhiên mà đẹp rồi. Vâng. Đấy. Đấy lý do tại sao mà chúng ta sẽ có tương đối nhiều các cái nhóm hoạt chất khác. Và hiện tại thì về cái mảng y học tái tạo thường là nó được quan tâm nhiều hơn là vì thế. Dạ. Có thêm một cái thắc mắc nữa. Thì mình xem về các cái số liệu này, các cái nghiên cứu thì nó rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà em thì em vẫn muốn kiểm chứng trên những cái làn da thực tế nữa. Thì bác Dương có thể chia sẻ cho em xem là một hoặc hai cái ca mà bác đã điều trị với Rejuran thành công không? Thì một trong những cái ứng dụng mà bác rất thích và các bác sĩ khác cũng rất là thích đối với cả Rejuran, đặc biệt là Rejuran Healer, đấy là khả năng kích thích lành thương của nó. Thì một trong những case mà bác nhớ nhất là cái việc mà trong đội ngũ của bác có một bạn bạn bị cháy tê. Thì các em cũng có thể hiểu là cháy tê, bỏng tê là một trong những cái tai biến mà không ai muốn cả. Và cái hậu quả nó để lại thì đa phần là nặng nề, chứ không có cái nào nhẹ nhàng hết. Đúng rồi, đó, phục hồi rất là lâu. Chính xác. Và đối với cả da vàng chúng ta nhá, nó còn có một cái nhược điểm nữa là tăng sắc tố rất là lâu. Thì sau từ 2 tuần tiêm của bạn ấy, mình đánh giá sau cái mốc 2 tuần sau khi tiêm Rejuran Healer thì cái tổn thương của bạn ấy nó cải thiện được tầm độ khoảng 70%. Mà sau 4 tuần thì gần như là không có hề có cái tình trạng tăng sắc tố sau tiêm của cái tình trạng bỏng tê nữa. Phục hồi rất là nhanh. Đúng sau rồi. Sau 4 tuần thôi. Chính xác. Và đấy là lý do tại sao thì khi mà mình tiêm ấy, đối với những cái tình trạng thâm đỏ này hay những cái tình trạng mà như bác có miêu tả ấy, thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình đánh giá với mức độ lành thương, mà mình đánh giá mức độ lành thương thì mình sẽ thấy nó hỗ trợ rất là tốt. Đấy là một trường hợp. Trường hợp thứ hai nữa là các bạn cũng biết là những cái tầm, ví dụ như Dương nói rằng là em quan tâm rất là nhiều đến tình trạng nếp nhăn quanh mắt chẳng hạn, thì đa phần với những khu vực nếp nhăn quanh mắt thì các bạn biết rằng là đối với cả cái trũng mắt thì chúng ta sẽ có những cái phương án, ví dụ là làm đầy khu vực đó. Tuy nhiên nó có những cái phương án mà làm đầy nó không thể giải quyết được hết. Thì những cái nếp nhăn mảnh này, kể cả em có tiêm Botox đi chăng nữa thì nó đã tạo thành nếp nhăn mảnh rồi, lúc nào nó vẫn ở đó. Chúng không ta sẽ nổi. Đúng rồi, chúng ta chỉ cố gắng để quên nó đi thôi, đúng không? Thì đối với cả Rejuran, đặc biệt là Rejuran trong khu vực mắt, nó có thể hỗ trợ được việc này rất là tốt. Và chúng ta có thể thấy được cái cải thiện của nó sau những cái lần tiêm, từ lần thứ nhất, lần thứ hai đã thấy khá là ổn rồi. Và đấy chính là cái mà đa phần có những khách hàng người ta tiêm với các cái hoạt chất làm đầy, người ta cũng không cảm thấy happy nữa, người ta cũng không cảm thấy là hài lòng với những cái hoạt chất làm đầy nữa. Thì khi họ tìm đến Rejuran, họ lại thấy nó cực kỳ, nó là wow thì không thể có được, tại vì chúng ta phải hiểu cái gì nó cũng có thời gian. Nhưng mà họ thấy được cái sự cải thiện rất là rõ ràng. Đấy. Thì nãy giờ thì mình nói về Rejuran và công nghệ PN rất là nhiều rồi. Em thì có một cái nỗi đau thầm kín là da rất là khô và mắt thì siêu nhăn. Và bên cạnh đó thì em thường xuyên phải test rất là nhiều các cái liệu trình khác nhau, rồi peel, rồi laser vân vân. Nên là da của em thì cực kỳ khô. Nên là em rất là nóng lòng muốn trải nghiệm Rejuran, nên là bác Dương tiêu cho em nhá. Okay, thế thì bây giờ trải nghiệm luôn ý. Dạ. Ok. Đây là cái sản phẩm hôm nay mình sẽ tiêm mọi người ạ. Như mọi người nhìn thấy thì ở trên góc này này, nó có một cái tem chống hàng giả. Và trên cái tem này thì nó có một cái QR code. Thì mọi người có thể là quét cái QR code này thì sẽ biết được là cái sản phẩm của mình có chính hãng hay là không, và nguồn gốc của nó xuất xứ từ đâu nhá.
thì bác sẽ tiêm Restoran Healer toàn mặt trước, xong sau đó thì mình sẽ đến hai con mắt. Thì mắt nó có một cái ưu điểm là thế này, mặc dù cái da mắt của em khá là mỏng nhưng mà em có thể thấy rằng là cái khu vực này này, cái góc mắt đây này, yeah, em thấy được cái tăng sắc tố của nó nhẹ nhẹ ha. Vâng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là da mắt của mình nó cũng, nói là nó yếu thì có thể là do cận hoặc là cũng có thể do em làm máy tính nhiều. Thì khi mà tiêm Restoran cho mắt, bác sẽ tiêm cả khu vực phía mí mắt trên. Cả mí trên luôn. Đúng rồi, mình sẽ tiêm mắt lên nha. Ok. Dạ vâng. Rồi, có hỏi gì nữa không? Dạ không, mình đi tiêm thôi ạ. Ok, thế thôi, đi tiêm thôi. Đi ạ. Nào không dừng. Em đau chị ạ. Thấy tiêm cái này nó không bị chằng chịt như mình thường tiêm meso loại khác ấy. Ít nốt hơn em cũng thích. Hôm nay em thấy thế nào sau khi mà mình có cái trị liệu cả khu vực mặt với khu vực mắt? Em thấy rất là thích. Tại vì em rất là thích các cái nốt tiêm, vì là khi mà tiêm lên da em cảm giác như là cái làn da của em nó đang được bổ sung những cái kiểu như là tinh túy nhất vào trong da ấy, nên là em rất thích các nốt tiêm. Và em cũng háo hức để xem, em chờ xem là cái kết quả nó ở trên da của em nó như thế nào. Sau một tuần được bác sĩ tiêm Restoran trên mặt thì mình nhận thấy những cái tác dụng đầu tiên của nó. Thứ nhất là cái làn da của mình ẩm hơn. Tiếp nữa là mình nhận thấy một cái đặc điểm rất là rõ ràng luôn á. Đấy là sờ lên trên làn da của mình có cái độ trơn láng và độ căng mướt cực kỳ là rõ rệt. Thì mình còn nhận thấy nữa là hai bên má của mình, cái lỗ chân lông nó se khít hơn và tổng thể cái làn da của mình trông nó có vẻ như là nó tươi tắn hơn và nó rạng rỡ hơn. Đây chỉ là những cái cảm nhận ban đầu thôi. Trên thực tế thì chúng ta sẽ cần phải chờ 2 cho đến 4 tuần để thấy hết những cái hiệu quả của nó trên làn da. Tại sao lại phải có cái quãng thời gian chờ đợi như thế này? Bởi vì đây là một công nghệ dẫn truyền .pn tinh khiết vào trong sâu bên trong da của chúng ta. Và cái công nghệ này thì sẽ giúp chữa lành da từ sâu bên trong với cái độ tương thích lên tới 97%. Và cái công nghệ này này thì bởi vì là nó dẫn truyền .pn vào sâu trong da mà, cho nên là tất cả các cái tế bào da ở bên dưới của chúng ta nó sẽ được trẻ hóa và nâng đỡ một cách toàn diện. Từ đó thì các cái vấn đề như là nếp nhăn này hay là độ đàn hồi này nó sẽ dần dần được cải thiện rất là rõ rệt. Bên cạnh đó thì một cái điểm mà mình nhận thấy nhá, tuy là mới được một tuần thôi nhưng mà chắc chắn là cái hiệu quả của nó sẽ còn tiến triển tốt hơn nữa, là cái vùng mắt của mình á. Mắt của mình thì vốn là mắt rất là nhăn như mọi người đã biết ở các cái clip trước rồi. Thì cái Restoran này này khi mà tiêm vào sâu trong mắt của mình và bác sĩ còn tiêm cả cái phần mí trên nữa thì nó làm cho cái vùng mắt của mình ấy nó tươi sáng hơn, được khỏe mạnh hơn và các cái nếp nhăn li ti nhá, mình chưa nói đến nếp nhăn tĩnh đâu, nếp nhăn li ti nó đã bắt đầu được cải thiện rất là rõ rệt rồi. Và theo như là những cái nghiên cứu và những cái chia sẻ thì các cái nếp nhăn sâu á thì trong thời gian từ 2 tuần đến 4 tuần nó cũng sẽ được cải thiện một cái cách rất là tích cực như thế. Khi mà ứng dụng Restoran lên trên làn da của chúng ta thì mọi người là nên tiêm nó theo liệu trình 3 lần và mỗi lần thì cách nhau 3 tuần. Mình nên tiêm tổng thể toàn mặt và nhất là cái vùng mắt này này. Vùng mắt này thì mình bôi dưỡng rất là khó khăn đúng không? Cho nên là mình nên tiêm thật là chi tiết và kỹ lưỡng cái vùng mắt để thấy được cái mức độ cải thiện. Và từ đó thì cái làn da lẫn cái vùng mắt của chúng ta trông sẽ khỏe mạnh và tươi sáng hơn. Mình tiết lộ cho mọi người thêm một cái điểm nữa, mà một cái điểm mà rất là đắt giá của cái hoạt chất tiêm Restoran này này. Đấy là tất cả các cái sản phẩm tiêm của Restoran đều được cấp phép với thiết bị y tế loại D. Đây chính là một cái minh chứng và một cái gọi là một cái bằng chứng cực kỳ uy tín để cho mọi người có thể yên tâm ứng dụng Restoran để tiêm trên mặt của chúng ta.